Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 104, ngày 11, Mài rìu. Kinh Thánh truyền đạo đoạn 10 câu 10, câu ghi nhớ cũng là truyền đạo đoạn 10 câu 10. Cái rìu lục mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều. Nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong truyền đạo đoạn 10 câu 10. Kinh Thánh Cựu Ước trang 629. Cái rìu lục mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều. Nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Cái rìu lục mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều. Nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt. Cái rìu lục mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều. Nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt. Trong phần tìm hiểu, ví dụ bác Đức có cái rìu rất bén, còn bác Dũng dùng cái rìu cũ bị lục. Theo em bác nào chặt được nhiều cây hơn? Bác nào các em? Bác Đức sẽ chặt được nhiều cây hơn bởi vì cái rìu của bác bén. Sự khác nhau khi chặt bằng rìu bén và rìu lục. Dùng từ rìu lục như trong Kinh Thánh, từ rìu cùng chỉ về cái rìu bị cục, bị ăn mòn là thế nào? Rìu lục á là nó không còn bén nữa. Cái rìu lục mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều, là phải dùng sức nhiều. Nhưng kết quả ít. Cái rìu bén á thì sao? Dùng sức mà kết quả nhiều. Em nghĩ bác Dũng nên làm gì? Bác Dũng nên mài cái rìu cho bén. Cái rìu là cái búa mà không chỉ đóng đinh bằng cái đầu này, nhưng mà ở cái đầu này á, nó có cái lưỡi giống như là lưỡi dao vậy các em, để đốn củi, để bữa củi. Và đặc biệt á, là cái rìu á, hay là cái búa, gọi có nơi gọi là cái búa đẻo, có nơi gọi là cái rìu. Thì cái búa này nó có cái lưỡi, và khi cái lưỡi mài bén thì nó giống như con dao mà bén, mình chặt hay là làm việc ít có dùng sức nhưng nó rất nhanh, rất hiệu quả. Còn khi con dao, cái lưỡi rìu hay là lưỡi dao nó lục, có nghĩa là nó không còn bén nữa, thì làm rất là lâu, mất nhiều công sức mà chậm, không kết quả. Thì để làm cho cái lưỡi rìu nó bén lại thì người ta mài, có nghĩa là người ta dùng cái đá mài này, người ta cho nó quay và đưa cái lưỡi rìu vô,
tạo nên cái ma sát để nó làm mòn cái lưỡi rìu này và nó làm mòn hai bên 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 này bên kia của cái lưỡi đó, nó làm cho cái lưỡi đó nó sắc bén, nó sắc bén để khi mà bữa củi đốn cây hay là làm cái gì nó cũng ít có dùng sức mà nó nhanh, nó kết quả. Ý câu Kinh Thánh dạy chúng ta làm việc thông minh hơn chứ không phải cực nhọc hơn. Ngày nay thì chúng ta nói rằng làm việc bằng không chỉ bằng đôi tay nhưng mà phải bằng cái khối óc, bằng cái sự khôn ngoan nữa, bằng kỹ năng chứ không chỉ bằng cái sức lực của mình. Nhận biết cái rìu là những kỹ năng thế mạnh Chúa ban cho em. Mài rìu là luyện tập thường xuyên để những kỹ năng đó trở nên thành thạo. Ví dụ như các em đá banh thì các em cũng phải tập luyện để cho đá banh được được giỏi, được hay. Mấy em chơi một cái môn thể thao nào cũng vậy, cần phải luyện tập. Thì đó là những cái kỹ năng mà mình cần phải tập luyện để được kết quả. Thực hành muốn giỏi toán, em học công thức và làm bài tập nhiều. Muốn giỏi đàn, em dành thời gian mỗi ngày để luyện tập. Chiếc rìu em muốn mài là gì? Em có cái khả năng gì? Và em muốn trau dồi luyện tập cái điều gì? Thì em ghi ra, ví dụ như môn toán, môn văn hay là chơi đàn hay là chơi thể thao hay gì đó. Thì mình muốn cái gì? Mình muốn cái chiếc rìu của mình á, mài tập luyện cho nó bén, cho nó giỏi, cho nó tốt những cái kỹ năng thì mình ghi ra đây ha. Việc em sẽ làm để chiếc rìu này thật bén là gì? Ví dụ như em muốn đá banh giỏi thì em mỗi ngày tập đá banh, em muốn đàn giỏi thì mỗi ngày tập đàn hay gì đó, mình ghi ra đây. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng ban kỹ năng ân tứ cho em. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng ban kỹ năng ân tứ cho con. Ân tứ là những cái khả năng mà Chúa ban cho, gọi là ân tứ, những tài năng, những khả năng mà Chúa ban cho. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng ban kỹ năng ân tứ cho con để con phục vụ Chúa và giúp đỡ mọi người. Xin Chúa giúp con biết tập luyện để làm tốt mọi việc chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng ban kỹ năng ân tứ cho con để con phục vụ Chúa và giúp đỡ mọi người. Xin Chúa giúp con biết tập luyện để làm tốt mọi việc. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.